Bây giờ mình xào hải sản, đầu tiên tôm bóc vỏ, chừa đuôi. Chúng ta sẽ ướp một chút xíu muối, chút xíu tiêu, chút xíu đường, chút xíu bột ngọt. Giống như hồi nãy là các bạn chuẩn bún các bạn không? Các bạn sẽ sử dụng khoảng chừng 100 gram tôm thôi. Mực các bạn lấy nửa con thôi. Rồi các bạn ướp một chút muối, một chút tiêu, một chút đường, chúng ta bún nhẹ thôi không? Một chút bột ngọt. Mực ống chúng ta cắt khoanh một nửa nha, còn một nửa thì các bạn sẽ cắt bông. Phần cải ngọt thì các bạn sẽ cắt khúc dài khoảng chừng 5 cm. Cà rốt các bạn cũng cắt sợi dài khoảng chừng từ 5 đến 7 cm và cắt sợi nhỏ nhuyễn nhuyễn như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt tí phần hành tây. Hành tây các bạn sẽ sử dụng khoảng nửa củ thôi. Hành tây các bạn cắt muối. Nước sôi thì các bạn cho cái rau cà rốt với lại rau cải ngọt như các bạn trộn sơ. Và một muỗng dầu hào. Các bạn lưu ý dầu hào cẩn thận chút xíu vì dầu hào nó mặn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị qua phần nước bột năng. Hồi nãy mình có lấy một cái lửa chén nước lèo á, thì các bạn bỏ một muỗng cà phê bột năng vô, các bạn khuấy đều để mình chuẩn bị lát mình xào, mình cho các phần nước này vô nha. Một muỗng cà phê giống thôi, rồi lát mình đem lại. Rồi bây giờ bắt đầu xào được chưa các bạn? Đặt chảo lên, cho dầu vào, phi tỏi cho thơm. Sau đó các bạn sẽ bắt đầu trút hải sản vào, chúng ta xào tiếp. Xào hải sản cho xanh, đừng cho dầu hào dầu mè. Trong bài của mình có dầu hào dầu mè, nhưng hồi nãy mình đã đem rồi, đã đem một chút muối rồi, đừng cho dầu hào dầu mè rồi, chỗ đây nó bị mặn. Xào hải sản cho nó xanh, xong rồi trút ra. Lúc đó mình mới cho rau cải vào. Thì bây giờ cho rau cải vào, mình mới cho một chút dầu hào dầu mè để cho nó thấm vô cái rau cải. Kế đó các bạn cho hải sản vô chung, các bạn đảo đều, khuấy nước một năm có rồi, dưới từ từ cho cái nước nó hơi sệt sệt. Cuối cùng thì các bạn mới cho cái mì, các bạn xóc cái mì. Một số nhóm khác mà các bạn lưu ý về cái độ xanh của mì đó là nhóm